Alo các bạn, hôm nay mình lại một lần nữa quay lại cái quán bắp nướng Cô Ba miền Tây nha các bạn. Và hôm nay có điều đặc biệt ở đây là quán bắp nướng Cô Ba miền Tây này là có thêm một món mới nữa các bạn. Ngoài món bắp nướng ra, đây là món súp cua nha các bạn. Món này là món súp cua, có thêm một món súp cua mới nha các bạn. 15, 16 với khánh cam nữa 17 đúng không? Em muốn ăn nước dừa không được nha. Uống nước gì? Đúng rồi Thanh hả? Đúng rồi Thanh. Và cô gái này là cô hai nha các bạn. Cô gái cô hai đang trực tiếp là người bán súp. Xin chào cô hai nha. À, kênh anh là tên Hỷ Hồ em. Hỷ Hồ. À, bây giờ là mình mua ủng hộ cô hai nha các bạn. Mua ủng hộ cô hai để coi một phần súp đi. À, cô hai bán một phần súp đi cô hai ơi. Rồi. Một phần 25 ơi. Ở đây gà. Một hộp như là 25 ngàn nha các bạn. 25 có bộ yên. Hút thảo. Đây có các nguyên liệu rất là hấp dẫn. Anh ăn đây hả? Mang về em mang về. Nhiều sách nha các bạn. Rất là hấp dẫn luôn. Rồi cảm ơn cô hai. Cô hai là người trực tiếp đứng ra bán súp luôn đó các bạn. Đây họ cho thêm súp vào đây. Đây là quán súp cua nha các bạn. Quán súp cua tại bắp nướng Cô Ba miền Tây. Đây.
Đây là quán súp, kế quán súp là quán bắp nướng nha các bạn. Mọi người cũng đang là sắp hàng để mua bắp nướng như thường lệ. Video mình xin được tạm dừng tại đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tới. Yeah.